Đang chơi thì phát hiện mẹ đã ngủ, con trai có hành động đáng yêu hết nấc. Mẹ bầu ở nhà vừa phải lo quán xuyến nhà cửa, vừa chơi cùng con nhỏ cả ngày nên đã mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ do tự chơi một lúc không thấy mẹ nói gì nên cậu con trai có nhìn sang và thấy mẹ đang nằm ngủ ngon lành. Thế vậy cậu bé đã ngừng chơi, chạy đến hôn vào bụng bầu của mẹ một cái thật thấm thiết. Sau đó cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, cậu con trai lại vội vã chạy vào phòng rồi ôm một chiếc mền ra đắp lên cho mẹ. Khi thấy mẹ được đắp mền ấm áp rồi, cậu lại xoa xoa vào bụng mẹ và hôn một cái nữa vào bụng, rồi quay ra tiếp tục tự chơi một mình. Khoảnh khắc cậu bé hôn vào bụng của mẹ và chạy lon ton vào phòng lấy mền đắp cho mẹ đã khiến cho nhiều người phải xiêu lòng. Đôi khi sự quan tâm không cần đao to, búa lớn, mà những hành động bình dị như thế này cũng khiến người xem cảm thấy ấm lòng. Thậm chí có người phải thốt lên, đẻ được cậu con trai mát lòng mát dạ quá trời. Bên cạnh đó cũng có người chia sẻ lại, chả buồn cho con mình, thấy mẹ ngủ thơm mẹ 5-6 cái, bao giờ mẹ mở mắt ra thì nó bảo mẹ ngủ tiếp đi. Em ngủ ngoan nha, không được quậy mẹ, sau này chơi với anh nha. Tôi làm vậy mà mẹ tôi giật mình tỉnh dậy đẩy chăn ra rồi còn chửi tôi nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.